Cô chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu chủ đề nhiệt độ không khí, khí áp, gió trên trái đất. Chủ đề này gồm có các nội dung sau. Thứ nhất, nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí. Đó là nội dung kiến thức của mục 2 bài 18. Thứ hai là sự thay đổi nhiệt độ không khí, là mục 3 bài 18. Thứ ba là khí áp và gió trên trái đất, là toàn bộ kiến thức của bài số 19. Thứ nhất là nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí. Phần này thì cô khuyến khích các bạn tự tìm hiểu. Các bạn tìm hiểu những nội dung này và cập nhật kiến thức vào vở của các bạn cho cô. Thứ nhất, các bạn sẽ tìm hiểu cô xem nhiệt độ không khí là gì, vì sao không khí lại có nhiệt độ, cách đo nhiệt độ không khí, cách tính nhiệt độ trung bình của ngày, của tháng, của năm. Đó là những cái nội dung mà các bạn cần tìm hiểu. Chúng ta chuyển sang phần 2 La Mã, là sự thay đổi nhiệt độ của không khí. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu sự thay đổi nhiệt độ không khí theo vị trí gần hay xa biển. Các em quan sát một số bãi biển. Ở trên các bãi biển thì rất là nhiều người đi tắm biển, đi nghỉ mát, đặc biệt là về mùa hè. Vì ở ngoài biển về mùa hè thì sẽ mát hơn ở trong đất liền, nghĩa là nó có nhiệt độ gì? Thấp hơn. Vậy thì vì sao về mùa hè ở gần biển, ở ngoài biển lại có nhiệt độ thấp hơn ở trong đất liền, trong lục địa? Vì các em đã biết là đặc tính hấp thu nhiệt của đất và nước không giống nhau. Đất và nước ở trong đất liền đó các em thì sẽ hấp thụ nhiệt nhanh hơn. Do đó ở trong đất liền sẽ nóng hơn là ở ngoài biển. Đến mùa đông thì đất và nước sẽ tỏa nhiệt nhanh hơn, dẫn đến là gì? Nhiệt độ trong đất liền sẽ thấp hơn nhiệt độ ở ngoài biển. Như vậy các em thấy là nhiệt độ không khí có sự thay đổi theo vị trí gần hay là xa biển. Tiếp theo là sự thay đổi nhiệt độ không khí theo độ cao. Các em quan sát hình 48. Ở đây cô có hai địa điểm. Ở điểm A ở chân núi, nhiệt độ là 25 độ C. Điểm B ở đỉnh núi có nhiệt độ là 19 độ C. Như vậy các em thấy là nhiệt độ ở đỉnh núi thấp hơn nhiệt độ ở chân núi. Vì trong tầng đối lưu của chúng ta, càng lên cao thì nhiệt độ không khí càng giảm. Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ lại giảm 0,6 độ C. Chính vì đó, thế mà khi mà các em đi lên Đà Lạt, các em sẽ thấy là ở Đà Lạt không khí nó mát mẻ hơn ở cái nơi chúng ta đang sống. Và ở một số đỉnh núi cao trên thế giới còn hình thành băng tuyết, vì khi mà càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm. Tiếp theo đó là sự thay đổi nhiệt độ không khí theo vĩ độ. Các em quan sát hình 49. Đây là khu vực xích đạo. Tại xích đạo nhiệt độ là 25 độ C. Tại chí tuyến bắc nhiệt độ là 18 độ C. Tại cực nhiệt độ là 0 độ C. Như vậy các em thấy là gì? Khi chúng ta đi từ xích đạo về phía cực thì nhiệt độ sẽ càng giảm. Vì sao các em? Như lúc nãy cô đã nói, ở khu vực xích đạo quanh năm có góc chiếu của mặt trời lớn, nhận được nhiều nhiệt nên có nhiệt độ cao. Càng đi về phía cực thì góc chiếu của mặt trời càng nhỏ và nhận được lượng nhiệt càng ít nên có nhiệt độ càng thấp. Như vậy chúng ta ghi nhận cho cô, nhiệt độ không khí sẽ giảm dần từ xích đạo về hai cực. Chúng ta chuyển sang phần 3 La Mã, khí áp và gió trên trái đất. Khí áp là gì? Khí áp, các em biết là không khí của chúng ta rất là nhẹ. Tuy nhiên,
nó vẫn có một cái trọng lượng nhất định. Bên cạnh đó thì cái tầng khí quyển của chúng ta rất là dày, dày tới 60.000 km. Cho nên cái lớp, cái tầng không khí này nó sẽ gây một cái sức ép lên bề mặt trái đất, và sức ép đó người ta gọi là khí áp. Như vậy khí áp chính là gì? Là sức ép của không khí lên bề mặt trái đất. Và người ta đo cái sức ép đó bằng một dụng cụ, đó là khí áp kế. Và đơn vị đo là mm thủy ngân. Nếu ở ngang mực nước biển thì cái người ta đo được đó là 760 mm thủy ngân, và khí áp ở ngang mực nước biển này được coi là khí áp trung bình chuẩn. Quy ước như thế nha các em. Khí áp trung bình chuẩn là khí áp ở ngang mực nước biển, và tại cái vị trí đó thì khí áp có giá trị là 760 mm thủy ngân. Nếu khí áp lớn hơn 760 mm thủy ngân, người ta gọi đó là khí áp cao. Nếu khí áp nhỏ hơn 760 mm thủy ngân, người ta gọi đó là khí áp thấp. Nguyên nhân định lượng khí áp, các em quan sát cho cô. Ở những khu vực có nhiệt độ thấp thì không khí sẽ co lại và nén từ trên xuống, Và tại khi nó dồn nén xuống thì không khí ở đây sẽ như nào? Đậm đặc và có xu hướng lan tỏa ra xung quanh. Ở những nơi có nhiệt độ không khí cao, thì không khí sẽ giãn nở ra, bốc lên cao. Không khí bốc lên cao và không khí ở đây rất là loãng, nên có xu hướng là dồn từ ngoài vào. Vậy thì đó là cái nguyên nhân hình thành khí áp. Khí áp cao hình thành ở vùng vĩ độ thấp, và khí áp thấp thì hình thành ở vùng vĩ độ cao. Bởi vì vĩ độ cao thì có nhiệt độ như thế nào các em? Vùng vĩ độ cao thì có nhiệt độ thấp. Và trên bề mặt trái đất thì khí áp được phân bố thành các khu khí áp thấp và các khu khí áp cao như thế này. Ở xích đạo là khu khí áp thấp. Ở 60 độ Bắc là khí áp thấp. 60 độ Nam là khí áp thấp. Ở khu vực chí tuyến Bắc, 30 độ Bắc là khu áp cao. Khu vực chí tuyến Nam là khí áp cao. Và khu vùng cực là khí áp cao. Và các em thấy là các đai áp thấp và áp cao nó phân bố xen kẽ nhau từ xích đạo về cực. Tuy nhiên trên thực tế bề mặt trái đất thì khí áp không phân bố thành các khu khí áp liên tục như thế này, mà nó phân bố thành tập trung các khu, mà cái đường ranh giới của các khu khí áp nó không liên tục như cái hình lúc nãy chúng ta quan sát ha. Đây nó thành các khu khí áp thấp, đây là khu khí áp thấp này, đây là khu khí áp cao. Áp cao ta ký hiệu là chữ C, áp thấp ký hiệu là chữ T ha. Các em cập nhật kiến thức này vào cho cô về các đai khí áp trên bề mặt trái đất. Rồi chúng ta chuyển sang phần 3 La Mã, đó là khí áp và gió trên trái đất. Gió, chúng ta chuyển sang phần 2 của mục 3, đó là gió và các hoàn lưu khí quyển. Các em quan sát hình. Không khí sẽ chuyển động từ khu khí áp cao về các khu khí áp thấp, sinh ra gió. Như vậy gió là gì? Gió chính là sự di chuyển động của không khí từ khu khí áp cao về khu khí áp thấp. Các em quan sát cho cô hình 51, các loại gió chính trên trái đất. Quan sát hình này chúng ta sẽ thấy là có các loại gió sau. Nhất là tín phong. Tín phong, phạm vi hoạt động của nó là từ 30 độ Bắc, áp cao chí tuyến, về áp thấp xích đạo. Từ áp cao chí tuyến Nam về áp thấp xích đạo. Gió Tây ôn đới, phạm vi hoạt động của nó là từ 30 độ Bắc,
là cao chí tuyến Bắc về áp thấp 60 độ. Từ áp cao chí tuyến Nam về áp thấp 60 độ. Gió đông cực là hoạt động trong phạm vi từ cực áp cao cực về áp thấp 60 độ Bắc và từ áp cao ở cực Nam về áp thấp 60 độ Nam. Và hướng gió thì các em quan sát lên hình em thấy là các mũi tên chỉ hướng gió không phải là các mũi tên thẳng mà nó cong, là nó cong. Vì gió của chúng ta không chuyển động theo hướng thẳng mà nó bị lệch hướng. Chúng ta đã học bài sự vận động tự quay quanh trục của trái đất rồi. Chúng ta biết là hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của trái đất đó là sự chuyển động lệch hướng của các vật thể trên bề mặt trái đất, bao gồm cả hướng gió và hướng dòng chảy. Vậy thì ở nửa cầu Bắc như chúng ta đã học thì các vật thể sẽ chuyển động lệch về phía bên phải so với hướng chuyển động, lệch về bên phải so với hướng chuyển động. Còn ở nửa cầu Nam, các vật sẽ chuyển động lệch về bên trái so với hướng chuyển động nha các em. Rồi các em cập nhật nội dung của bài học vào vở giáo công. Các em tiếp tục quan sát lên hình. Không khí chuyển động từ khu áp cao về khu áp thấp và nó không dừng ở đó các em. Không khí từ khu áp thấp này lại tiếp tục bốc lên cao, bốc lên cao. Không khí bốc lên cao đến tầng bình lưu. Tại tầng bình lưu thì không khí có sự chuyển động theo chiều ngang và lại dồn nén xuống khu áp thấp. Rồi không khí lại tiếp tục chuyển động về khu dồn xuống thành khu áp cao và không khí lại tiếp tục chuyển động về khu áp thấp liên tục như thế, tạo thành hệ thống gió thổi vòng tròn, người ta gọi đây là hoàn lưu khí quyển. Đây các em quan sát trên hình, tín phong thổi từ áp cao chí tuyến về áp thấp xích đạo, rồi lại thổi theo hướng gì ngược lại liên tục như thế, người ta gọi là hoàn lưu khí quyển. Như vậy hoàn lưu khí quyển chính là sự chuyển động của không khí từ khu áp cao về khu áp thấp thành hệ thống gió thổi vòng tròn. Rồi các em quan sát lên hình, đây là nước Việt Nam của chúng ta. Các mũi tên màu đỏ trên bản đồ là gió tín phong, các mũi tên màu vàng là gió tây ôn đới, mũi tên màu xanh nước biển là gió đông cực. Như vậy Việt Nam chúng ta nằm trong phạm vi hoạt động của gió nào các em? Của gió tín phong. Các em nhớ ha. Như vậy cái chủ đề lớp võ khí của chúng ta hôm nay cô trò ta đã hoàn thành. Các em ở nhà học bài và hoàn thành một bài tập vào giấy kiểm tra. Trong giấy kiểm tra các em ghi đầy đủ họ tên, lớp, các thông tin cá nhân của mình. Rồi các em chụp lại gửi qua Zalo của cô. Các em có thể kết bạn Zalo với cô qua số điện thoại này. Và nội dung bài tập đó là các em dựa vào hình 51 vẽ sơ đồ mô tả sự phân bố các đai khí áp và các loại gió chính trên trái đất. Cô chào các em, cô chúc các em học tốt.